với đặc điểm khí hậu miền Bắc nóng ẩm, mưa nhiều, độ ẩm cao. Những điều kiện này hoàn toàn không phù hợp cho cây nho sinh trưởng và phát triển. Tuy nhiên, giống nho Hạ Đen với khả năng chống chịu tốt vẫn có thể sinh trưởng và phát triển tốt trên đất Bắc nếu được chăm sóc đúng quy trình. Vậy trồng nho Hạ Đen tại miền Bắc cần chú ý những điểm gì? Mời quý vị cùng đến với những chia sẻ từ anh Nguyễn Văn Hiện tại xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, một trong những người đầu tiên trồng thành công giống nho Hạ Đen tại Đan Phượng và cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Là một trong những hộ đầu tiên trồng thử nghiệm giống nho Hạ Đen tại xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Năm 2019, anh Nguyễn Văn Hiện lặn lội xuống Bắc Giang để mua giống và học hỏi kinh nghiệm trồng nho Hạ Đen. Ban đầu anh bắt tay làm nhà màng, đầu tư thiết bị, trồng 100 gốc. Đến giờ đã mở rộng diện tích lên 3.000 m2 với khoảng 400 gốc nho Hạ Đen. Cây nho đã giúp anh chuyển đổi thành công diện tích đất kém hiệu quả của gia đình và có được thu nhập cao. Trước đây thì là ở đây là trồng rau, hoa màu, những cây mà ngắn ngày thì một năm thu được khoảng chỉ độ 5 đến 10 triệu. Nhưng từ khi mà chuyển sang cây nho Hạ Đen này thì một năm thì nó thu hoạch được khoảng tầm 40 đến 50 triệu. Theo anh Hiện, nho Hạ Đen đòi hỏi nhiều kỹ thuật cao để cây có thể đậu trái vì đây là giống cây ở nước ngoài. Do thời tiết khác biệt nhiều nên phải sử dụng thuốc, cây mới đậu hoa được. Theo anh Hiện, kỹ thuật cho cây ra hoa là kỹ thuật khó nhất để đảm bảo năng suất vườn nho. Kỹ thuật ra hoa là mình phun, mình xử lý cái để ủ mầm cho cây nho. Đấy. Khi mà ủ mầm mà nó đạt một hiệu quả cao, thì khi ra hoa thì nó vừa to vừa nhiều, thì là cái hiệu quả cao nhất khi mà nó quan trọng nhất. Vườn nho được anh Hiện đầu tư cả trăm triệu vào hệ thống tưới nhỏ giọt này. Bởi theo anh, cây nho ưa hạn nhưng vẫn cần độ ẩm vào từng thời điểm nhất định. Cái cây nho này là tưới nhỏ giọt vì lý do là cây nho nó không cần gọi là độ ẩm quá cao, chỉ cần giữ độ ẩm thích hợp cho cây nho. Đâm ra chỉ cần tưới nhỏ giọt, chẳng như nếu mà mùa nắng thì chỉ cần một vài ngày tưới một lần. Vài ngày tưới một lần chứ không cần gọi là tưới mà nhiều nước quá, cây nho cũng không tốt cho cây nho. Bởi bản thân cây nho là nó chịu được nắng hạn. Chi phí ở hệ thống tưới tự động này thì mất khoảng 3 đến 4 triệu đồng một sào là cái chi phí tưới tự động. Ngoài ra, anh Hiện còn đầu tư hệ thống mái che để che chắn cho cây nho những khi sương muối hay mưa dầm, tránh cho cây bị ảnh hưởng, nấm bệnh tấn công. Đồng thời, mái che cũng giúp tránh rửa trôi dinh dưỡng ở mỗi gốc nho, bảo vệ cây nho không bị úng nước. Bên cạnh đó, anh cũng phòng trừ sâu bệnh thường xuyên để cây nho được khỏe mạnh. Thì là cái lúc đó là rất dễ bị sâu bệnh và trĩ và nhện. Lúc đó là xử lý thì mình phải sát sao, rất sát sao là bởi vì những cái lúc mà quả non, hoa non mà bị nhiễm bệnh thì là nó ảnh hưởng trực tiếp tới sản lượng. Quan trọng hơn, theo anh Hiện, việc mua được giống nho Hạ Đen chuẩn sẽ quyết định đến hiệu quả và thành công của mô hình. Để trồng loại cây này, bên cạnh đầu tư cao, học hỏi kỹ thuật, thì bà con cũng cần mua giống ở những đơn vị uy tín. Ban đầu trồng nho là mình phải lựa chọn được một giống nho tốt, thì sau này nó mới cái năng suất đảm bảo với cái chất lượng quả của nó mới đảm bảo được. Cái kỹ thuật dâm cành là cái quan trọng nhất, là mình phải chọn cành. Và chọn cành vào thời điểm là phải là cuối năm, là khi đó là kết thúc vụ thu hoạch rồi. Thì lúc đó cái dinh dưỡng ở trong những cái mắt ngủ nó khỏe, thì mình dâm cành thì nó đạt hiệu quả cao nhất. Chẳng những cái cành mà đạt hiệu quả cao là những cái cành nó phải đủ độ già. Đấy. Đủ độ già như cành này chẳng thế, nó phải chuyển sang màu thân gỗ thì nó mới chuẩn. Và mình sẽ cắt cành. Đấy, cắt cành thì mình cắt khoảng 3 mắt ngủ. Ba mắt ngủ này thì hai mắt ngủ này thì nó sẽ là ra mầm. Và còn cái mắt ngủ ở đây thì nó sẽ cái chỗ này thì nó sẽ là phát triển rễ. Nho Hạ Đen là giống dễ trồng, có sức sống bền bỉ, tốc độ phát triển rất nhanh nhưng yêu cầu kỹ thuật rất nghiêm ngặt bởi cây tương đối mẫn cảm, thu hút nhiều loại sâu bệnh nên phải phòng trừ đúng thời điểm và đúng liều lượng.